Giá vàng SJC trong nước sáng ngày 5 tháng 12 quay đầu giảm 1,1 triệu đồng một lượng so với giá ở mức đỉnh được xác lập sáng hôm qua. Giá vàng thế giới giảm sâu kéo giá vàng trong nước quay đầu giảm 500.000 đồng một lượng so với chiều hôm trước. Ghi nhận giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh vào 8 giờ 30 phút, công ty P&G báo giá ở mức 72,7 triệu đồng một lượng mua vào và 73,8 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 500.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với chiều hôm trước. Tương tự, tiệm vàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh cũng niêm yết giá 500.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán xuống còn 72,5 triệu đồng một lượng mua vào và 73,5 triệu đồng một lượng bán ra. Tương tự, công ty SJC cũng giảm 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán xuống 72,7 triệu đồng một lượng mua vào và 73,92 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty P&G giảm 400.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán xuống còn 61,2 triệu đồng một lượng mua vào và 62,3 triệu đồng một lượng bán ra.